Nếu bạn muốn tìm một địa điểm check-in với các đồng bào thiểu số với rừng núi bạt ngàn như Sapa mà không muốn đi xa thì hãy nghĩ ngay đến Bình Liêu, Quảng Ninh nhé. Có lẽ với nhiều du khách thì Bình Liêu là một địa điểm du lịch mới, nhưng với những phật thủ chuyên nghiệp thì Bình Liêu lại là một điểm check-in hot hoàn hot luôn nhé. Tại Bình Liêu nổi lên một cung đường tuyệt đẹp đáng để khám phá của những người mê dịch chuyển. Và để bạn có thêm thông tin về du lịch Bình Liêu thì hôm nay Blog Travel Việt xin giới thiệu đến các bạn top 10 địa điểm check-in Bình Liêu cực chất sau đây nhé. Bản làng cổ. Ngôi làng được mệnh danh là phố cổ Hội An của núi rừng Quảng Ninh với rất nhiều cảnh đẹp và hội tụ những tinh hoa nét đẹp văn hóa của thời gian của dân tộc Tây. Một số địa điểm check-in Bình Liêu thú vị và hấp dẫn bạn có thể đến như Bản Ngàn Vàng, Bản Ngàn Chuồng, Bản Bắc Phe. Người Bình Liêu luôn có ý thức tự tôn dân tộc, thể hiện rõ nét trong việc gìn giữ tiếng nói, trang phục truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc mình. Thác nước Khe Văn và Khe Tiên. Đây là hai thác nước đẹp nhất cũng như đầy thử thách với những ai muốn check-in cảnh đẹp ở Bình Liêu. Thác Khe Văn với rừng phòng hộ nguyên sơ, thảm thực vật phong phú, là điểm tham quan thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên rừng, suối trong mát, tạo cảm giác thư thái cho mỗi du khách khi đi du lịch Bình Liêu. Được tắm mình với dòng suối thiên nhiên và không khí trong lành. Quần thể thác Khe Tiên mang vẻ đẹp với các hình thù khác nhau. Thác 1 và 2 là dòng thác nhỏ, tuôn chảy suối tạo thành hồ nước lớn, thác 3 tỏa ra nhiều dòng thác chảy. Dân gian truyền tai rằng, tại địa điểm check-in Bình Liêu này có viên đá 7 màu. Vì vậy, khi đến địa điểm du lịch Bình Liêu này, mọi người đều cố tìm được đá 7 màu. Như vậy, với vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, khí trời ôn hòa, con người thân thiện, Bình Liêu hoàn toàn xứng đáng với biệt danh là Sapa thu nhỏ. Nếu ngại đi Sapa quá lạnh và xa xôi, hãy thử check-in Bình Liêu để trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đây nhé. Đỉnh Cao Xiêm. Đỉnh Cao Xiêm hay còn gọi là Khao Khoang, đỉnh cột cờ, núi cắm cờ. Tiếng Sán Chỉ là Kèo Cam Khay, tiếng Tây là Khao Cảm Cơ. Là địa điểm du lịch Bình Liêu chưa được biết đến nhiều do địa hình hiểm trở và phức tạp. Với độ cao 1.429m so với mực nước biển, ở bất cứ bản làng nào của huyện Bình Liêu đều có thể quan sát được đỉnh Cao Xiêm hùng vĩ này. Cao Xiêm gần gũi với đời sống là thế, tuy nhiên số người đã từng chinh phục đỉnh núi Bình Liêu này thì chưa nhiều. Có lẽ vì vậy mà Cao Xiêm còn khá xa lạ, kỳ bí và thu hút nhiều bạn trẻ đến đây để check-in. Đừng lau trắng muốt. Nếu bạn đi du lịch Bình Liêu vào những ngày tháng 10, tháng 11, bạn sẽ không khỏi sững người khi được tận mắt trông thấy sắc trắng bồng bềnh của những thảm cỏ lau đang độ nở rộ. Bung trải tiếp đến tận đường chân trời. Đây là địa điểm check-in Bình Liêu siêu hot và cho ra hàng triệu bức ảnh cực chất. Quả thực không sai khi nói mùa lau ở Bình Liêu là thiên đường sống ảo ngay dưới mặt đất. Mùa lau trắng không chỉ dệt nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, mà còn được điểm xuyến thêm sức sống, hồn sắc là mê đắm lòng người. Hơn nữa thì bãi cỏ lau trải dài miên man đến cuối trời, tạo cảm giác như con đường phía trước chính là nấc thang lên thiên đường. Vì vậy, dù là nam hay nữ thì đều sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp của địa điểm check-in Bình Liêu này. Sống lưng khủng long và cột mốc 1305. Sống lưng khủng long đứng lên cột mốc biên giới Việt-Trung số 1305, hay còn được gọi với cái tên là Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ. Địa điểm check-in Bình Liêu này cũng nằm trên trục đường đi đến thiên đường cỏ lau. Tuy nhiên, để chinh phục địa điểm check-in Bình Liêu này đòi hỏi phải có sức khỏe tốt vì đoạn đường check-in hơi xa, mất tầm 3 tiếng thì mới tới nơi. Trên đoạn đường từ sống lưng khủng long qua thiên đường cỏ lau thì bạn sẽ đi ngang qua cột mốc 1300. Đây cũng là một trong những cột mốc nổi tiếng ở Bình Liêu mà nếu có thời gian bạn nên check-in. Ngoài ra còn có các địa điểm khác như cầu treo Nà Lang, bản Cao Thắng, bản Khe O, khe thăm các bản của dân tộc người Dao. Núi Kéo Lạn. Núi Kéo Lạn thuộc bản Phạc Chỉ, xã Đồng Văn, gần với cột mốc 1327. Điểm đặc biệt của địa điểm check-in Bình Liêu này là bãi đá rộng lớn trải dài ngút tầm mắt giữa một không gian bao la, khoáng đạt của đất trời. Núi Kéo Lạn gồm nhiều bãi đá với nhiều hòn đá lớn với hình thù dị biệt nằm đan xen nhau, trải dài trên không gian rộng lớn. Đá ở đây có nhiều mỏm đá cao hơn 3m, thích hợp với những ai mà ưa thích chụp ảnh sống ảo. Đỉnh Cao Ba Lanh. Đỉnh Cao Ba Lanh thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, ở độ cao 1.050m so với mực nước biển. Địa điểm du lịch Bình Liêu này là một điểm đến thích hợp với những du khách mà ưa khám phá mạo hiểm. Đứng trên đỉnh của Cao Ba Lanh,
khách tham quan có thể thu vào tầm mắt một không gian tuyệt đẹp bao quát cả một vùng biên giới. Điều khiến bạn háo hức khi lên đỉnh Cao Ba Lanh là bãi đá thân. Bãi đá có nhiều hòn đá lớn với hình thù dị biệt. Hứa hẹn sẽ cho ra những bộ ảnh check-in Bình Liêu cực kỳ chất, không lẫn vào đâu được. Đỉnh Cao Ly. Đỉnh Cao Ly nằm ở xã Húc Động với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Vào mùa thu, đặc biệt là thời điểm cuối thu, đầu đông hay sau những trận mưa phùn cuối xuân, thì địa điểm check-in Bình Liêu này xuất hiện rất nhiều mây. Cao Ly được ví như Sapa của Quảng Ninh. Đỉnh Cao Ly có những bãi cỏ rộng lớn, bằng phẳng nên nhiều du khách và phượt thủ thường rủ nhau đến đây để cắm trại và săn mây. Sau một đêm ngắm sao, vui vẻ ca hát bên ánh lửa bập bùng, buổi sáng khi thức dậy ở trên đỉnh núi, trong cái xe lạnh, được ngắm mây bồng bềnh trước mặt, chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của bạn. Cầu treo Nà Làng, vị trí nằm ngay quốc lộ 18 cạnh thị trấn Bình Liêu. Cầu treo Nà Làng nối bản Nà Làng với thị trấn Bình Liêu. Hiện nay thì cây cầu này đã xuống cấp nên chỉ được phép đi bộ qua đây. Chính vì thế mà khi đi qua cây cầu này, bạn tự do chụp ảnh mà không phải tránh phương tiện di chuyển nào qua. Tuy chỉ là một chiếc cầu treo đơn giản, nhưng giữa khung cảnh trời xanh mây trắng với con suối đá róc rách đã tạo nên một background hoàn hảo cho album ảnh check-in Bình Liêu của bạn. Vì vậy, khi đến Bình Liêu, bạn đừng quên dừng chân và check-in ở cầu treo Nà Làng nhé. Check-in chợ tình Bình Liêu. Ở Bình Liêu cũng có chợ tình. Chợ tình Bình Liêu nằm trong thung lũng Đồng Văn, bên núi Cao Ba Lanh. Đây là phiên chợ duy nhất ở trong năm thường diễn ra vào ngày kiêng gió, mùng 4 tháng 4 âm lịch, và được bắt đầu từ sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa thức giấc. Chợ tình Bình Liêu được lấp đầy bằng men rượu phảng phất, mọi người cùng nhau uống rượu, tận hưởng cảm giác ngân ngây, say men trước khi bắt đầu công việc ngày hè. Những câu hát ngân nga, tiếng hò giao duyên bất chợt vang lên, lẫn trong lời nói thì thầm và tiếng cười lanh lảnh vang dội khắp núi rừng. Đến chiều tà cũng là lúc vãn chợ tình, mọi người lại bịn dịn chia tay nhau và hẹn đến ngày này năm sau. Một khung cảnh chợ tình rất là tinh. Vì vậy, nếu có dịp du lịch Bình Liêu ngày 4 tháng 4 âm lịch, thì nhớ check-in chợ tình Bình Liêu bạn nhé. Trên đây là tổng hợp 10 địa điểm check-in Bình Liêu cực đẹp. Và nếu bạn đã lỡ bị siêu lòng với những điểm đến Bình Liêu siêu đẹp này, thì hãy lập team check-in Bình Liêu ngay thôi nào.